CNBC vừa thống kê 5 tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất Trung Quốc. Trong đó, Trương Trạch Thiên, nữ tỷ phú 27 tuổi, tiếp tục góp mặt trong danh sách này. Năm 2015, sau khi kết hôn cùng chồng là doanh nhân triệu đô Lưu Cường Đông, Trương Trạch Thiên trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc. Theo CNBC, tài sản của cô khoảng 23,5 tỷ USD. Trước khi kết hôn và trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc, Trương Trạch Thiên từng là hiện tượng mạng xã hội tại đất nước tỷ dân với vẻ đẹp cuốn hút. Không những vậy, Trạch Thiên còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Nữ tỷ phú 9X ít khi lên tiếng hay phát ngôn trên mạng xã hội, mà thường chọn cách im lặng, tập trung cho kinh doanh, như thông tin về đề tư và con đường học vấn của cô luôn được tìm hiểu, săn đón. Hot girl trà sữa. Trương Trạch Thiên sinh ngày 18 tháng 11 năm 1993 tại Nam Kinh. Cha của nữ tỷ phú 9X là doanh nhân Giang Li Hou ở Nam Kinh, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc. Mẹ cô là dược sĩ nhưng bà ly hôn chồng từ sớm, hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Trương Trạch Thiên cũng ít khi nhắc về mẹ. Sau khi cha mẹ ly hôn, Trạch Thiên sống với cha từ nhỏ. Cha rất cưng chiều con gái duy nhất. Ông sẵn sàng chi nhiều tiền đầu tư vào giáo dục cho con gái. Thuở thơ ấu, Trạch Thiên đã sớm được dạy múa, hội họa, thể dục nhịp điệu và nhiều năng khiếu khác. Năm 2009, nhờ một bức ảnh cầm cốc trà sữa, Trương Trạch Thiên bỗng trở thành hot girl, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận với biệt danh hot girl trà sữa và có lượng người hâm mộ đông đảo. Khi đó, cô đang là nữ sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên ngữ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 2014, tên tuổi của cô ngày càng được biết đến nhiều hơn khi Trạch Thiên xuất hiện trong đoạn video quảng cáo cho Thế vận hội trẻ mùa hè ở Nam Kinh. Nữ tỷ phú 9X từng là đội trưởng aerobic của trường. Cô còn đạt á quân giải vô địch aerobic toàn quốc năm lớp 10 và trở thành vận động viên bậc 1 của Trung Quốc. Sớm nổi tiếng trên mạng, tuy nhiên, sau đó Trạch Thiên không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào và cũng từ chối mọi lời mời đóng phim để tập trung sự nghiệp học hành. Theo SCMP, cô từng từ chối lời đề nghị đóng phim Kim Lăng Thập Tam Thoa của đạo diễn tài ba Trường Nghệ Mưu vì muốn tập trung ôn thi vào trường đại học mà mình mơ ước. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Trạch Thiên được nhận vào khoa xã hội nhân văn Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Tại trường, cái tên Trạch Thiên tiếp tục gây chú ý vì nữ sinh tài sắc vẹn toàn, năng nổ hoạt bát. Cô còn có khiếu làm MC nên thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, video quảng bá của Đại học Thanh Hoa. Sau đó, cô trở thành đại diện của trường, tham gia chương trình chuyển tiếp một năm tại Đại học Brainerd, thuộc Đại học Columbia, Mỹ. Đây cũng là nơi cô gặp gỡ được người chồng hơn mình 19 tuổi, ông Lưu Cường Đông. Trở thành phu nhân của tỷ phú công nghệ. Tại Mỹ, Trương Trạch Thiên gặp nhà sáng lập CD.com Lưu Cường Đông, sinh năm 1974, nay là chồng cô, trong một buổi giao lưu ở trường đại học, hơn cô 19 tuổi. Không lâu sau, tin đồn hẹn hò giữa hai người lan truyền chóng mặt trên các kênh truyền thông Trung Quốc. Hình tượng cô gái trà sữa dần sụp đổ trong mắt người hâm mộ, bởi đại gia Lưu Cường Đông hơn Trạch Thiên 19 tuổi và bị đồn từng có vợ và con trai. Mối quan hệ của họ ngay lập tức bị vùi dập, phản đối. Bất chấp những lời dị nghị từ mọi người, hot girl trà sữa và tỷ phú họ Lưu tổ chức lễ cưới xa hoa ở Australia vào tháng 10 năm 2015. 6 tháng sau đó, họ chào đón con gái đầu lòng. Ông Lưu Cường Đông là một trong những đại gia có tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Ông là người sáng lập và điều hành công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com, một trong những đối thủ mạnh nhất của Alibaba. JD.com lần đầu tiên được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2014, đã có hơn 236 triệu tài khoản khách hàng hoạt động. Công ty này ngày càng phát triển vững mạnh và trở thành đối thủ lớn nhất của Alibaba tại thị trường nội địa. Ông Lưu Cường Đông còn được biết đến là một người rất giỏi về lĩnh vực IT. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 8 năm 2015 và sau khi chào đón đứa con đầu lòng, họ đã mạnh tay mua 17,3% cổ phần tại Box Australia, công ty sữa trẻ em của Úc. Đây cũng không phải là lần đầu tư cá nhân duy nhất của Trương Trạch Thiên. Cô gái sinh năm 1993 tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh, còn đầu tư vào 6 công ty, trong đó có Uber China. Cô cũng là người có đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh cho sự thành công của JD.com và các doanh nghiệp thời trang cao cấp trong và ngoài nước. Tháng 5 năm 2017, tạp chí New Fortune công bố danh sách 500 người giàu có tại Trung Quốc. Cô là nữ tỷ phú trẻ nhất. Dân mạng thế giới chế giễu cô gái trà sữa bằng tài sản của cô là do chồng mang lại, nên cô không xứng đáng đứng trong danh sách này. Song song với những lời bình luận tiêu cực, Trương Trạch Thiên cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.
sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng thành tích học tập xuất sắc. Nữ tỷ phú 9X ít khi lên tiếng hay phát ngôn trên mạng xã hội, mà thường chọn cách im lặng, tập trung cho kinh doanh. Cô gái có lối sống giản dị ngày nào, nay đã trở thành người phụ nữ thành đạt, sang chảnh. Tại trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh tham dự những buổi họp, những bữa tiệc sang trọng hay khoảnh khắc bên chồng đại gia và con gái chưa bao giờ để lộ mặt. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những tưởng Trương Trạch Thiên đã tìm thấy hạnh phúc viên mãn sau cuộc hôn nhân sóng gió. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, tỷ phú Lưu Cường Đông bất ngờ bị bắt giữ tại thành phố Minneapolis, Mỹ vì cáo buộc hãm hiếp một nữ sinh đại học Minnesota. Ông được thả chỉ trong vài giờ và sau đó không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào. Tuy nhiên, bê bối tình dục đã khiến danh tiếng của Lưu Cường Đông bị ảnh hưởng không nhỏ. Hot girl Trương Trạch Thiên cũng trở thành tâm điểm công kích trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, đại gia Lưu Cường Đông một lần nữa bị cáo buộc cưỡng bức cô Liu Jingyao, sinh viên trường đại học Minnesota, Mỹ. Nạn nhân yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại hơn 50.000 USD. Ngay lập tức, cô gái trà sữa Trương Trạch Thiên bị dân mạng tấn công, liên tiếp nhận về những lời chế giễu như chị gái matcha, ý châm chọc là cắm sừng. Hám tiền lấy chồng đại gia nên giờ phải nhận quả báo. Sau đó, Trương Trạch Thiên quyết định sang Anh và trở thành sinh viên của đại học Cambridge. Trước đó, tỷ phú 9X từ bỏ tư cách học tập tại Học viện Chính trị Paris để sang Anh. Tại đây, ngoài việc học, cô còn dành nhiều thời gian tham dự các sự kiện thương mại trong giới giải trí. Trạch Thiên hiện là nhà đầu tư và làm cố vấn thời trang cho mảng sản phẩm xa xỉ của JD. Cô cũng góp phần xây dựng sự nghiệp cùng người chồng giàu có, tham dự các sự kiện sang trọng và gặp chính khách, doanh nhân nổi tiếng. Cô có dịp gặp gỡ và hợp tác cùng nhiều tên tuổi lớn như Bill Gates, Tổng thống Canada ông David Johnston và huyền thoại của giới bóng đá David Beckham. Bên cạnh những phản ứng tiêu cực, nhiều dân mạng xót xa cho bà mẹ một con xinh đẹp, tài năng nhưng đáng thương khi gặp phải người chồng trăng hoa. Họ khuyên cô nên ly hôn để giải thoát cho chính mình.